chào quý vị và các bạn. Sáng nay, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ, gây mưa rào. Ở khu vực phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6. Trưa và chiều nay, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Xu hướng trong thời gian tới, khu vực vùng biển phía Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông. Từ ngày 13, áp cao lạnh lục địa sẽ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Riêng khu vực Bắc Bộ từ ngày 10 đến ngày 12 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao hoạt động nên toàn khu vực Vịnh Bắc Bộ trời duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa phùn. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Riêng thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 14, khu vực vùng biển Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông trên cao hoạt động yếu, thời tiết có mưa xuất hiện. Sau đây là dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh tiếp tục đem hơi ẩm từ biển vào sâu hơn khu vực Vịnh Bắc Bộ. Vào ngày hôm nay, trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rải rác, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động, kèm theo tiết trời lạnh nên không thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt của ngư dân trên biển. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết chuyển xấu hơn, trên khu vực phía Nam của Vịnh Bắc Bộ, mây màn phát triển nhiều hơn và gây mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh về đêm có cường độ cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Các phương tiện tàu thuyền thô sơ hạn chế ra khơi. Vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, đợt không khí lạnh lần này tràn về có cường độ trung bình, hướng di chuyển là sang phía đông. Do vậy mà trên khu vực vùng biển này chỉ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Xu hướng gió đông bắc chỉ mạnh lên thêm một cấp nữa, nhiệt độ trên biển ít thay đổi nên tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, khu vực vùng biển này thời tiết khá ổn định, có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 4, cấp 5, thuận lợi cho các hoạt động khai thác đánh bắt cũng như du lịch trên biển. Tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết cho vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và Côn Đảo. Gió đông bắc tràn về gây ảnh hưởng mạnh hơn tới khu vực này với cường độ ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Tuy nhiên trời khá ít mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, khu vực này mây dông phát triển trên diện hẹp, do vậy có mưa rào và dông vài nơi về chiều, chủ yếu là mưa nhỏ vào thời gian ngắn, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4, tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Vùng biển Vịnh Thái Lan, mây dông phát triển nhiều hơn trên khu vực này, mưa tập trung về chiều, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4, thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, không khí lạnh tràn về đợt này có cường độ không mạnh, do vậy mây màn phát triển gây mưa vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, không thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Khu vực giữa Biển Đông, từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, thời tiết chuyển xấu trên khu vực giữa Biển Đông, nhiễu động trong trường gió đông hình thành từ biển kết hợp với những khối mây dông đang phát triển, gây ra mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 5, từ đêm nay gió mạnh lên có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động, không thuận lợi cho tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Khu vực Nam Biển Đông, mây dông phát triển ở phía Bắc, gây ra mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 5, biển ổn định, tàu thuyền có thể hoạt động và đánh bắt bình thường. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.